một cái dân tộc mạnh, quốc gia hùng mạnh á, nó không có phụ thuộc tài nguyên, nó không phụ thuộc dân số, nó không phụ thuộc tuổi đời, nó không phụ thuộc bất cứ cái gì chính yếu của nó, mà nó phụ thuộc vào cái gì biết không? Nó có ba cái thành tố. Một là độ lớn của cái chí hướng của nó, cái độ lớn của chí hướng nó. Một con người giống một quốc gia cũng vậy, một tổ chức nó cũng giống như vậy. Cái thứ hai nó là gì? Sự minh triết của nó, chứ chính là cái học của nó, cái biết của nó, cái tiếp thu và cái gọi là khoa học, kể xã hội, kể cả về tự nhiên. Đó. Cái điểm đó, đó gần như cái học của dân Việt hiện nay là cái gì? Ngoại biên, ngoại vi, giao nhận du nhập tất cả mọi cái thứ mà học thuyết, lý thuyết, tư tưởng. Nói đúng ra đó là đang là nô lệ. Nó phải, nó là dân tộc tiêu thụ văn hóa chứ không phải là dân tộc sáng tạo ra văn hóa. Đó là điểm thứ hai. Một dân tộc mà một năm như vậy, một người đọc chưa tới một quyển sách thì đó là có báo động. Đó, báo động. Biết chữ đồ nhiều nhưng mà như vậy là báo động. Cái thành tố thứ ba nữa là quan trọng, cái sự đoàn kết của nó.